Tập viên Hoàng Anh từ Thời báo.de, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin. Ông Thưởng và vấn đề sức khỏe tâm thần của lãnh đạo Việt Nam. Ngày 24 tháng 10, báo Tuổi trẻ dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, trong đó cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra và tiếp tục trở thành điểm sáng của kinh tế toàn cầu bài viết trên báo tuổi trẻ nói điều này không phải tự khen đất nước mình nhưng những kết quả đạt được rất ấn tượng vừa qua tôi tham gia một số hoạt động đa phương gặp gỡ một số lãnh đạo các nước thì cơ bản đánh giá rất cao nỗ lực kết quả của chúng ta ông thưởng nêu rõ ông thưởng còn khá trẻ không rõ ông có bị vấn đề về tâm thần hay không hay ông cố giả mắt mù tai điếc để có những lời phát biểu như vậy trên thực tế tình hình kinh tế việt nam chưa bao giờ bi quan như hiện nay kể từ sau đổi mới mở cửa đến nay. Câu phát biểu này của ông Thưởng lại khiến nhiều người nhớ đến câu phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2019, rằng mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam. Tuy ông Trọng vừa già, vừa lú, còn ông Thưởng vẫn đang hừng hực sức sống, nhưng cả hai ông đều có vấn đề về tâm thần như nhau. Phát biểu từng dậy sóng một thời của Tổng Trọng. Tuổi trẻ cho hay, ông Thưởng còn chỉ rõ hạn chế, khó khăn của đất nước còn rất nhiều, rất lớn. Trong đó có rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng khả năng giải quyết của các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng được, như vấn đề bất động sản hay xử lý những ngân hàng yếu kém, giải ngân đầu tư công chậm. Chủ tịch nước nhấn mạnh ba vấn đề còn nhiều hạn chế, bất cập. Những vấn đề này khá sát với thực tế, tuy nhiên, cách đặt vấn đề của ông đậm chất cộng sản và không chỉ ra được cách thức giải quyết tận gốc rễ vấn đề. Đầu tiên là phân cấp, phân quyền đạt kết quả chưa cao, chưa rõ ràng, chưa khích lệ trách nhiệm của các cơ quan tổ chức và cá nhân trong hệ thống điều này thuộc về vấn đề thể chế thuộc về trách nhiệm của quốc hội chứ không phải trách nhiệm của cá nhân từng cán bộ mà quốc hội việt nam ai cũng biết chỉ là bù nhìn cho đảng vậy làm sao có thể giải quyết vấn đề này được có phát biểu gì thì cũng chỉ là hô hào chung chung cho ra vẻ chứ không giải quyết được gì thứ hai là trách nhiệm trong xây dựng pháp luật bao gồm cả luật nghị định thông tư tức là văn bản quy phạm pháp luật ông cho rằng chưa cao. Ông nói, cán bộ ban hành một nghị định, thông tư, thậm chí cao hơn là luật mà khi triển khai gặp nhiều vướng mắc, rắc rối chưa ai bị làm sao hết, ý là chưa bị kỷ luật. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Điều này, ông Thưởng nhầm lẫn thì phải, vì vai trò làm luật là của Quốc hội, chứ có cán bộ nào dám ban hành luật. Còn ban hành nghị định, thông tư thì phải là cấp bộ trưởng hoặc tương đương, nếu kỷ luật hết lấy ai làm việc. Thứ ba, theo chủ tịch nước, Mọi người hay nói cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm và đây là khuyết điểm. Ông nói, là cán bộ thì không thể né tránh, sợ trách nhiệm được, nhưng sợ sai thì đúng, bởi làm mà không sợ sai mới nguy hiểm. Sợ sai để làm kỹ hơn, nghiên cứu pháp luật đầy đủ hơn, cân nhắc trước sau lợi hại đến quốc kế dân sinh trước khi quyết định là một phẩm chất cần thiết của cán bộ. Ông nhấn mạnh để giải quyết việc này, trước hết từng địa phương phải thực sự làm nghiên cứu, tháo gỡ xem vướng mắc khó khăn từ đâu còn bây giờ đến chỗ nào cũng nói vướng gặp ai cũng nói vướng hay đến diễn đàn này mà vẫn còn than khó than vướng chậm tháo gỡ thì dân biết kêu ai ông thưởng nhấn mạnh phát biểu này thuộc vào loại nói cho có giáo điều chứ không phải thực sự muốn giải quyết vấn đề quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo de với bản tin ông thưởng và vấn đề sức khỏe tâm thần của lãnh đạo việt nam đại biểu bênh vực đất rừng phương Nam tại Quốc hội. Tuổi trẻ ngày 24 tháng 10 loan tin đất rừng phương Nam được nhắc ở Quốc hội, đặt vấn đề xâm lăng văn hóa. Theo đó, trong phần thảo luận ngày 24 tháng 10, đại biểu Quốc hội dẫn tranh luận về phim đất rừng phương Nam và đặt câu hỏi vì sao phim ảnh, văn hóa nước ngoài xâm lăng thị trường Việt Nam. Tuổi trẻ cho biết, ông Bùi Hoài Sơn đại biểu Quốc hội và Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến về lý do sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, nhất là phim ảnh nhà nước đặt hàng thường khô cứng khó tiếp cận thị trường. Bản tin trên báo Tuổi trẻ, ông Sơn lấy ví dụ tiêu biểu là trường hợp tranh cãi về phim Đất rừng Phương Nam vừa qua, ông cho biết có nhiều ý kiến đặt câu hỏi, tại sao phim lịch sử nước ngoài làm hay thế mà ta lại không làm được? Tại sao ta để văn hóa, nghệ thuật nước ngoài xâm lăng, để khán giả Việt Nam ngồi đây nhưng tinh thần thì vượt biên theo các sản phẩm nghệ thuật nước ngoài hết rồi. Ông Sơn nêu quan điểm cần hiểu phim ảnh là nghệ thuật, mang tính hư cấu, sáng tạo, chứ không hoàn toàn là lịch sử. Điều ông Sơn nói đúng là phim ảnh, nghệ thuật có tính hư cấu, sáng tạo. Tuy nhiên, không rõ ông không hiểu hay có tình nhầm lẫn giữa hư cấu và sao y. Nếu hư cấu, đất rừng phương Nam có thể tùy ý bịa ra một hội nhóm bất kỳ nào đó. Chứ không phải sử dụng những cái tên thuần túy Trung Quốc như Nghĩa Hòa đoàn hay Thiên Địa Hội. Những tổ chức này khá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc và quá quen với người Việt thông qua các bộ phim truyền hình lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc đất rừng phương Nam bê nguyên trang phục và bối cảnh Trung Quốc vào một câu chuyện xảy ra ở Việt Nam. Như vậy, nói hư cấu, sáng tạo thuần túy, ai tin nổi. Tạo hình các nhân vật trong đất rừng phương Nam đậm chất tàu. Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn còn cho biết, ông rất lo lắng khi chứng kiến sự phổ biến rộng rãi đến mức như một hình thức xâm lăng văn hóa của các sản phẩm văn học, nghệ thuật nước ngoài. Các bộ phim lịch sử, giã sử của Trung Quốc, Hàn Quốc, vẫn thường được khán giả Việt tấm tắc khen nhưng những bộ phim như vậy mà làm ở Việt Nam nhiều khả năng khó thoát búa rìu dư luận. Các bộ phim, bài hát, truyện tranh không phù hợp với văn hóa và các giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc Việt Nam, khiến cho một bộ phận công chúng say mê lịch sử nước ngoài, có nguy cơ lãng quên lịch sử, văn hóa dân tộc, trở thành những bản sao mờ của các nền văn hóa khác. Cần hiểu rằng, phim Trung Quốc, Hàn Quốc, người Việt xem chỉ để giải trí, dù có say mê lịch sử của họ, thì cũng chỉ xem như việc tìm hiểu những vấn đề bên ngoài, không ảnh hưởng đến bản thân họ. Nhiều ý kiến cho rằng đất rừng phương Nam xuyên tạc lịch sử. Còn phim Việt Nam, nếu vì bộ phim mà khiến người Việt hiểu sai văn hóa, lịch sử Việt Nam, thì đó là điều cực kỳ nguy hại, nhất là đối với giới trẻ. Bởi lúc đó, người Việt sẽ bị mất gốc, mất đi cội nguồn văn hóa của mình. Ông Bùi Hoài Sơn còn nói, mong muốn các nghệ sĩ Việt Nam có những sản phẩm văn học, nghệ thuật của người Việt Nam, cho người Việt Nam, vì người Việt Nam. Từ đó dẫn lối cho chúng ta có thêm sự tự tin, niềm tự hào với lịch sử và văn hóa dân tộc, hội nhập vững chắc với thế giới. Tôi cũng mong sự ủng hộ của khán giả đối với bộ phim Đất rừng Phương Nam nói riêng, điện ảnh và nghệ thuật Việt Nam nói chung, nhất là các tác phẩm văn học, nghệ thuật khai thác chất liệu lịch sử. Tất nhiên, nhiều người Việt cũng có mong muốn có được những bộ phim khai thác chất liệu lịch sử Việt xuất sắc. Tuy nhiên, không thể chấp nhận sự xuyên tạc văn hóa, lịch sử trắng trợn như nhiều bộ phim Việt hiện nay, không chỉ Đất rừng Phương Nam mà còn những phim như Thái tổ Lý Công Uẩn hay Tấm Cám. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của thời báo.de với bản tin Đại biểu binh vực đất rừng phương Nam tại Quốc hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để mọi người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký nhận tin trên kênh YouTube và Facebook của thời báo.de để nhận được những bản tin sớm nhất và trung thực nhất. Biên tập viên Mỹ Linh vừa thực hiện bài bình luận với công nghệ AI thời báo.de xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin lần tới